Quý bà con đang nghe bản tin podcast về thị trường phân bón và lúa gạo của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Bản tin được phát trực tiếp lúc 6 giờ sáng thứ 3 và thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Hy vọng sẽ đem đến cho bà con những trải nghiệm mới trên nền tảng kênh YouTube của chúng tôi. Hãy đăng ký kênh và theo dõi. Thưa bà con, cập nhật nhanh từ trang thị trường phân bón.com ngày hôm nay, giá phân bán lẻ tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục xu hướng đi ngang và không có nhiều khởi sắc. Điều đáng chú ý đó chính là giá kali có xu hướng tiếp tục giảm khoảng 20.000 đồng trên một bao trong bối cảnh nhu cầu chậm. Giá lúa gạo hôm nay ngày 25 tháng 7 năm 2023 tại thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh tăng. Thị trường lúa gạo sôi động. Giá gạo tăng 200 đồng trên một ký mỗi ngày do lượng gạo về ít hơn hôm qua. Giá lúa có xu hướng tăng so với tuần trước. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa bà con, cập nhật trang thị trường phân bón.com ngày hôm nay, giá phân bán lẻ tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tạm chững lại và đi ngang. Chi tiết giá hôm nay cụ thể như sau, mời bà con theo dõi. Phân ure Cà Mau, giá từ 460.000 đồng đến 510.000 đồng trên một bao. Phân ure Phú Mỹ, giá từ 450.000 đồng đến 500.000 đồng trên một bao. Phân ure Bình Điền, giá từ 460.000 đồng đến 510.000 đồng trên một bao. Phân ure Hà Bắc, giá dao động từ 450.000 đồng đến 490.000 đồng trên một bao. Phân ure Trung Quốc ở mức 460.000 đồng đến 510.000 đồng trên một bao. Phân DAP Hồng Hà, giá từ 830.000 đồng đến 870.000 đồng trên một bao. Phân DAP Đình Vũ, giá từ 700 đến 730.000 đồng trên một bao. Phân DAP Trung Quốc nâu 64%, giá từ 680.000 đồng đến 720.000 đồng trên một bao. Phân DAP Lào Cai, giá từ 620.000 đồng đến 670.000 đồng trên một bao. Phân DAP Philippines, giá dao động từ 1.100.000 đồng đến 1.200.000 đồng trên một bao. Đáng bất ngờ là giá phân kali bán lẻ có xu hướng tiếp tục giảm trong phiên giao dịch hôm nay do nhu cầu chậm, chi tiết cụ thể như sau. Phân kali Miễn Cà Mau, dao động từ 600 đến 650.000 đồng trên một bao. Phân kali Miễn Phú Mỹ, dao động từ 600 đến 640.000 đồng trên một bao. Phân kali Miễn Con Cò, dao động từ 720.000 đồng đến 780.000 đồng trên một bao. Phân kali Miễn Israel Bột, dao động từ 580.000 đồng đến 620.000 đồng trên một bao. Phân kali Miễn Israel Trắng, giá từ 650.000 đồng đến 680.000 đồng trên một bao. Phần cuối là giá bán lẻ các loại phân còn lại, nhìn chung giá đi ngang không biến động. Phân NPK 16-16-8 Bình Điền, giá từ 750.000 đồng đến 800.000 đồng trên một bao. Phân NPK 16-16-8 Cà Mau, giá từ 740.000 đồng đến 790.000 đồng trên một bao. Phân NPK 16-16-8 Phú Mỹ, giá từ 740.000 đồng đến 780.000 đồng trên một bao. Phân NPK 16-16-8 Việt Nhật, giá từ 700 đến 730.000 đồng trên một bao. Phân NPK 16-16-8 Ba Con Cò, giá từ 900 đến 950.000 đồng trên một bao. Phân NPK 20-20-15 Ba Con Cò, giá từ 1.000.000 đến 1.100.000 đồng trên một bao. Phân NPK 20-20-15 Sông Danh, giá từ 1.050.000 đồng đến 1.100.000 đồng trên một bao. Super Lân ở mức 220.000 đồng đến 280.000 đồng trên một bao. Lân Văn Điển, giá từ 250.000 đồng đến 290.000 đồng trên một bao. Như vậy, nhìn tổng thể ngày hôm nay, giá phân bán lẻ tiếp tục đi ngang. Bà con cũng lưu ý, đây là mức giá được cập nhật trên mỗi bao phân 50kg và giá sẽ được điều chỉnh tùy theo mỗi địa phương và đại lý bán. Dự báo giá sẽ duy trì ổn định cho đến hết tháng 7. Tuy nhiên, đối với phân ure và DAP có thể tăng nhẹ do các trà lúa của vụ thu đông cũng bắt đầu bón phân cử đầu nên nhu cầu sẽ tăng. Tiếp theo mời bà con cập nhật giá lúa và tình hình xuất khẩu gạo. Cập nhật ngày hôm nay trên trang điện tử báo Công Thương, giá lúa tươi tại ruộng có xu hướng tăng do nhu cầu mua nhiều. Giao dịch gạo nội địa sôi động, giá lúa gạo ghi nhận xu hướng tăng so với tuần trước. Cụ thể cập nhật tại khu vực An Giang, mời bà con theo dõi. Giá lúa IR50404 đang được thương lái thu mua ở mức 6.700 đến 6.900 đồng trên một ký. Lúa Đài Thơm 8 ở mức 6.900 đến 7.100 đồng trên một ký. Lúa OM5451 giao động từ 6.400 đến 6.600 đồng trên một ký. OM18 giá từ 6.600 đến 6.800 đồng trên một ký. Nàng Hoa Chín giá từ 6.600 đến 6.800 đồng trên một ký. Lúa Nhật cũng ổn định ở mức 7.800 đến 8.000 đồng trên một ký. Nếp Long An tươi ở mức 6.300 đến 6.600 đồng trên một ký. Nếp An Giang tươi giá từ 6.000 đến 6.300 đồng trên một ký. Các chủng loại khác như lúa RVT, lúa ST và lúa DS1 giá tiếp tục bình ổn, cụ thể như sau. Lúa RVT ở mức 6.800 đến 7.000 đồng trên một ký. Lúa DS1 ở mức 8.300 đến 8.500 đồng trên một ký. Lúa ST ở mức 7.200 đến 7.400 đồng trên một ký.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu chững lại sau phiên điều chỉnh tăng. Cụ thể, gạo 5% tấm giao dịch ở mức 533 đô la Mỹ trên một tấn, gạo 25% tấm ở mức 513 đô la Mỹ trên một tấn. Sau khi Ấn Độ có lệnh cấm xuất khẩu gạo, các khách hàng quốc tế hỏi mua nhiều. Trong tuần qua, giao hàng gạo Việt đi các thị trường đều tăng mạnh so với tuần trước đó. Giá gạo xuất khẩu cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Đến đây, bản tin podcast về thị trường phân bón và lúa gạo của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông thực hiện cũng kết thúc. Hãy đăng ký kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông để cập nhật những thông tin hữu ích về nông nghiệp. Mến chào và hẹn gặp lại quý bà con trong bản tin tiếp theo. Phú Nông mang đến sự khác biệt.